Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Ở tập trước, mình đã thành công đánh bại tên Herobrine ở cái khu vực khá là gần nhà mình các bạn. Cái tế đàn nó còn ở tiếp đằng kia kìa. Ôi trời. Ui, sao có miếng đàn lứt cơ. Thôi. Cái con đó nó hay xuất hiện vào buổi tối lắm các bạn. Gặp nó là bị dí không mà. Nhiều lúc mình còn không đánh lại được nó nữa. Cay lắm. Ngoài ra thì mình cũng còn một cái kế hoạch nữa. Đó chính là kết thúc cuộc hành trình này bằng cách là bắt giam tất cả những con sinh vật nào mà nó từng hù dọa mình ha. Mình nghĩ đó cũng là một cái cách để mình trả thù á các bạn à. Và để thực hiện được kế hoạch đó thì bắt buộc rồi, mình phải làm một cái khu vực để mình bắt giam bọn chúng. Và hôm nay chắc là mình sẽ thi công cái khu vực đó ha. Nhưng mà trước đấy thì để mình làm ít chuyện với Daraku cái đã. Hôm qua thì mình đã thử dùng những cái Radai Crystal nè, nhưng mà không thành công để hòa giải với Daraku các bạn. Đấy, vẫn còn giận lẫy lắm. Nên là bây giờ mình sẽ thử làm một cái phiên bản khác ha. Cái này thì nó sẽ cần có khói Radai nè. Rồi một ít cái đen đen này. Đặt theo công thức như vậy thì phải. Ủa? Ngược lại hay sao ta? Như vậy á các bạn. Lộn công thức. Nó còn phải có cái Ectolam gì nè. Đây giờ mới đúng công thức các bạn ơi. Rồi bấm một cái mình sẽ được cái Radai Charm ha. Rồi sau đó mình sẽ thử hòa giải coi. Đừng có giận nữa nha. Ok. Ui nè. Quay. Mình thử nói chuyện coi. Bây giờ là hết đuổi bên này các bạn. Đây rồi. Hòa giải xong rồi các bạn à. Hiềm khích với mình. Vậy Daraku đã xong rồi ha. Vậy là bây giờ tổng cộng ba bạn này đều cho mình nhiệm vụ hết rồi. Để mình thử coi nhiệm vụ của Daraku là gì đây. Để coi. Mang cho Daraku một cái Origin Block gì kìa. Origin. Nói tiếng Việt đi. Đừng nói tiếng Anh được không? Sai lầm rồi. Bắn câu tiếng Anh nữa là tôi cho cái hồng ngoại nha. Nó giỡn rồi chứ bây giờ chắc cái phần nhiệm vụ này mình không nhất thiết làm cũng được các bạn. Tại vì mục đích chính của mình á vẫn là thanh tẩy cho ba cái bạn quái vật này mà. Rồi, sơ bộ thì hiềm khích ở nhà đã xong rồi ha. Đi làm những chuyện khác nó cũng thoải mái hơn. Trời sắp sáng rồi đúng không? Ok. Ôi trời. Nhưng mà ngoài nhà mình còn nhiều quái vật lắm. Thôi kệ nó. Khu vực mình tiến hành làm cái chỗ bắt giam quái vật trong thời gian sắp tới các bạn. Mình đã tìm được rồi. Nó chính là khu vực mà lần trước mình triệu hồi Herobrine luôn đó nha. Chỗ đó có vẻ khá là may mắn các bạn. Bởi vì đây là nơi đầu tiên mà mình đánh bại được Herobrine ha. Rồi, và khu vực đi vào mình nghĩ là sẽ ở đây. Cái cửa to to ở đây là hợp lý luôn nè các bạn. Mà bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Rockfruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Ví dụ bây giờ mình đặt vô đây một cái cửa thì sao ta? Từ từ. Mình sẽ dùng cái cửa này. Hơi chật hết á. Tạm thời mình sẽ mở rộng cho nó thêm một tí nè. Sau đó mình sẽ thử đặt cái cửa xuống. Nó hơi méo. Phải xích qua bên trái một tí nữa cho nó nằm ở chính giữa cơ. Sao khó canh để cho nó nằm chính giữa thế nhờ. Nó cứ lệch lệch đó các bạn. Giật hết cả mình ạ. Trời đất ơi cái con này. Nó sẽ nằm trong danh sách cần phải đưa vô cái khu vực bắt giam quái vật các bạn. Con này là kẻ sát nhân nhưng mà nó không khác gì quái vật hết á. Cứ làm người khác đứng tim thôi. Đi chỗ khác đi. Cái tên Herobrine hiện hồn vậy hay sao kìa các bạn ơi. Tên này. Ôi dồi ôi. Hắn xuất hiện ngay cái chỗ tế đàn mà mình mới triệu hồi hắn hôm qua luôn kìa. Chắc hắn còn cây cứu mình nữa các bạn. Thôi, không có lợi tôi đâu. Đi. Hắn dịch chuyển đi rồi các bạn. Ok. Còn trên kia là dân làng miệng bự đấy. Đố. Biết ngay mà. Thôi kệ. Giờ mình lo mình đào hầm đi các bạn. Để một tí mình đưa mấy cái sinh vật kỳ dị này vô trong á. Ê. Hello.
Ê, ê, ê. Trời, nó không tha cho mình. Con này bây giờ nó không phải đối thủ của mình đâu. Các bạn yên tâm. Nhìn nó hơi ghê một tí thôi. Rồi, nếu mà cái cửa nó nằm lệch như vậy thì mình chỉ khó mình sửa lại một tí ha. Mình sẽ lắp lại. Chủ yếu là để đảm bảo an toàn thôi các bạn à. Tạm thời á thì mình chỉ đào được một cái đường nó cỡ như vậy các bạn. Chưa gì là cái con này nó muốn bị bắt giam hay sao thôi. Con Skibidi này. Đi chỗ khác. Chưa đâu. Giờ chưa phải là lúc ngươi bị bắt giam đâu. Ý tưởng của mình á là mình sẽ làm một cái đường giống như vậy, là cái hành lang của cái nhà ngục á các bạn. Sau đó thì mình sẽ cho mỗi bên này là một con quái vật, bên đây một con. À, đi dài tới cuối đường là chúng ta sẽ bắt giam được gần như là tất cả các quái vật kinh dị ở trong From the Fog á. Nhưng mà về kích thước của mỗi cái buồng giam thì mình nghĩ mỗi con nó sẽ mỗi khác ấy. Nên là bây giờ mình chưa vội đào ấy. Để coi mình có nên ướm thử một vài cái không ta. Ừ mà xây sao nhờ. Mình nên đào cho nó xuống dưới hay là đào lên trên ta. Cái gì đây? Đang cắm đuốc thôi mà. Mình thấy có một số con quái vật các bạn, nó có kích thước khá là cao to luôn. Nên là thôi lỡ rồi, mình sẽ đào cái nhà ngục này á cho nó sâu xuống một xíu ha, để mình có cái khoảng chiều cao này nè. Rồi mình xây nhà ngục để mình dễ dàng kiểm soát tình hình hơn các bạn ơi. Rồi, các bạn thì cái chỗ nhà ngục, cái hành lang nó sẽ dài như đó thôi ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chia phòng ra. Rồi sau đó tiến hành tới công đoạn bắt giữ bọn chúng thôi các bạn. Công đoạn bắt giữ mới là công đoạn khó cơ. Chứ công đoạn này thì nó cũng khá là nhàn đối với mình á. Và cuối cùng thì... Ê! Mới làm xong cái nhà ngục rồi. À, đã có ông kẹ muốn đi vô nhà ngục hay sao rồi các bạn ơi. Ây da. Được ấy chứ. Mình sẽ lấy cái thùng ra liền. Ơ kìa. Trời đất. Chưa kịp bắt giữ cái ông kẹ nguy hiểm kia nữa thì ông đã biến mất rồi các bạn ạ. Nghe nói bị bắt cái là ông sợ liền. Rồi và cơ bản thì cái khu vực nhà ngục của mình nó sẽ kiểu như vậy nè các bạn. Đó, hành lang thì mình cũng đã mở rộng ra một tí. Tiếp trong này sẽ là nơi để mình bắt giữ những cái sinh vật ghê rợn ha. Mình làm như vậy thì chắc cũng đủ để chúng ta chứa rồi đó. Chứ làm mà bự quá thì thứ nhất là nó lâu, với lại là cũng ít con nó bự lắm các bạn. Nó cao tầm 7-8 ô là cùng à. Nên là như vậy thì mình nghĩ cũng vừa đủ ha. Và hành lang này thì có thể mở rộng thêm nếu như mà mình bắt nhiều quá. Và ở đây thì mình đã đánh dấu hai cái con đầu tiên mà mình sẽ đi săn. Đó chính là con Skin Stalker. Bữa giờ nó khịa mình hơi bị nhiều các bạn. Thứ hai là tên VV Lee the Weller. Tên này thì lúc trước, lúc mình mới làm cái căn cứ ở nhà các bạn, hắn rất là hay tới nhà rồi khịa mình. Làm khó dễ mình các kiểu. Nên là bây giờ mình ghim hết. Ok. Hắn đây luôn các bạn. Lại đây. Uýnh hắn một cái cho bỏ ghét. Rồi. Lại đây. Ui dạ. Mình sẽ đẩy lùi hắn lại đây. Ui dạ, khó quá. Này thì Vivi Lee the Weller. Rồi. Mình phải về nhà và lập tức đổi tên thôi các bạn. Tại vì mình không biết là nếu mà mình đặt cái thẻ tên á thì những cái sinh vật nguy hiểm này có kiểu như là tồn tại hoài hay không, hay là sẽ biến mất luôn ta. Cái này thì mình chưa rõ nha. Mình phải thử đó các bạn. Trời ơi, ví dụ mà mình đặt tên xong mà cái thanh niên này vẫn biến mất được thì toàn đó các bạn à. Kiểu như kế hoạch thất bại hoàn toàn luôn á. Không sao. Cái gì cũng phải thử hết. Rồi, ok. Mình sẽ đặt tên chung đi ha. Nghiệp quật. Ok, cho nó bị nghiệp quật luôn. Rồi, giờ thì tiến thẳng tới cái hầm ngục để chúng ta bắt nhốt cái sinh vật đầu tiên hết các bạn. Cuối cùng ngày này cũng tới, cái ngày mà mình bán hành lại cho những sinh vật đã từng khịa mình. Ôi. Úi. Lại đây. Một con, thêm con này nữa. Tới cụ kiệu luôn ấy chứ. Trời, không mời mà tới các bạn. Vừa có con Skin Stalker mình đỡ phải đi săn nữa. Vừa có cái con Night Walker luôn. Midnight Lurker chứ lộn. Được rồi chứ.
Tính ra cái nhà ngục của mình nó đắt á các bạn à. Chưa gì là đã có hai con nó ghé rồi. Chưa gì mà đã có ba con nằm gọn ở trong thùng rồi đó nha. Rồi lần lượt ha. Đóng cửa lại cái cho chắc nè. Đâu. Ê. Ê. Cái tên đó mình không biết mình bắt được không các bạn. Không biết mình bắt được tên đó không. Mình bắt hắn vô đây luôn đi chứ. Hắn cứ lâu lâu đứng dậy mình cũng hơi rén rén nha. Rồi đầu tiên là tên Vivi Lee The Weller nè. Mình sẽ cho hắn vô trong trước. Lấy thẻ tên ra luôn. Rồi đặt cái thùng ở đây. Sau đó đóng cái này lại. Ê, cái này phải thao tác nhanh đó nha. Ui da, ai. Alright. Nghiệp quật nha cưng. Thành công rồi các bạn. Rồi rồi. Trời, hắn hắn tính vượt ngục kìa. Nhưng mà đâu có được cưng ơi. Nhè. Úi xài. Hả? Mình không giữ được cái tên Vivi Lee The Weller này các bạn ơi. Ôi không. Tại sao? Chẳng nhẽ kế hoạch của mình thất bại hoàn toàn rồi sao? No. Mình sẽ thử với cái con Skin Stalker coi. Ok. Để xem. Để xem có bắt giữ được con Skin Stalker này không các bạn. Yêu con nó ghê chứ cơ. Trời đất ơi. Mình có không biết hình dạng thiệt sự của con này là cái gì nữa. Mình không thể tưởng tượng được luôn á. Là con hôn hay con gì ta mà có cái sừng cơ. Ồ nhưng mà. Mà vấn đề là nó có biến mất hay không đây. Ê. 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 Ôi. Ui nó vẫn biết mất các bạn ơi. Ai. Như vậy là kế hoạch của mình thất bại hoàn toàn rồi các bạn à. Mình không thể nào giữ được những cái sinh vật này ở bên trong cái nhà ngục của mình được. Ví dụ con SCP này mình có giữ được không ta? Sẽ làm liều ha. Thử coi. Dạ, ui. Rồi ok. Chẳng nhẽ không có quái vật nào mình giữ được luôn hả ta? Chắc vậy rồi các bạn, mình nghi lắm. Hai con đầu tiên là Skin Stalker và Vivi Lee The Weller đều thất bại rồi đó. Rồi mình sẽ thử để cái con SCP này ở trong cái nhà ngục này luôn. Coi thử coi ổn hay không. Rồi chuẩn bị nha, đóng cái này lại cái. Rồi đặt cho nó cái tên luôn. Ui nó chui ra được. Ây da. Ây. Ui da nó chui ra được các bạn ơi. Ui xùi nó chui ra. Ui, xong rồi. Ây. Ui con này nó nhanh thiệt chứ. Ui cơ, cơ. Ấu đều nó muốn chui ra ngoài luôn á. Wow con SCP này. Để xem thành công hay thất bại đây. Sao mình lo là sẽ thất bại quá các bạn ơi. Dường như là chỉ bắt giữ nó được một lúc thôi. Chứ không thể nào mà bắt giữ hoài được. Chuẩn bị nè, mình nghĩ là một tí nữa là nó sẽ biến mất đó các bạn. Biến mất không? Ui con này có vẻ là lâu nhất luôn á. Ồ. Rồi khi nãy mình còn thấy. Ê, con cù kinh dị. Lại đây. Bắt luôn. Ok. Kìa. Cái tên Vivi Lee The Weller xuất hiện lại để hắn chọc quê mình kìa các bạn. Trời đất ơi. Ôi. Có vẻ là con SCP này mình bắt được các bạn ơi. Oh. Nice. SCP. À, con này là bao nhiêu ta? 49 gì đó. Để mình coi thử coi. Nó. Ê. Ủa thôi xong rồi mình quên cái tên nó rồi. Hình như là
4975 thì phải. Ờ à, đúng rồi, đúng rồi. Hả? Ây, có vẻ là thành công nha. Ơi, ít ra là nó cũng thành công được một phần nhỏ các bạn. Ờ. 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 Cái con mít cây. Mon cây, con mon cây các bạn ơi. Con này cũng thấy ghê lắm nè. Được luôn. Mình sẽ dụ nó. Ê, ê. Bắt nhốt nó luôn. Ê. Đi, đi vô trong. Đi vô trong liền. Ok. Hê hê, thêm một con nữa. Để coi coi con này có nhốt được hay không á. Nói chung là bây giờ con nào mà lọt vô tầm ngắm của mình là mình sẽ đều bắt thử một lần. Để xem coi có được hay không các bạn. Ê ê ê ê. Dân làng miệng bự, dân làng miệng bự. Ây da, ây da, lại đây. Bị dụ rồi cu. Dạ sẽ chấp nhận số phận giống như con SCP này thôi. Rồi mình sẽ cho cái con cù kinh dị vô trước các bạn. Con này cũng thấy ghê nè. Cù gì đâu mà thấy ớn. Rồi. Ha ha. Nghỉ chạy đó. Hả? Cái gì vậy? Ui, ui, ui. Rồi ok. Thành công. Giờ thì chờ đợi thôi. Xem coi kết quả là có nhốt được hay không ấy các bạn. Con nào mà nó nhốt được á là sẽ giống như cái con SCP này nè. Dùng dãy mà không có tác dụng gì đâu. Rồi thử với cái con gì ta. Con dân làng đi. Dân làng miệng bự. Mình sẽ đặt kế con cù miệng bự luôn. Để chúng ta dễ dàng kiểm soát hơn. Đây nha. Ok. Thành công. Ôi no. Thất bại rồi. Con cù kia đã trốn thoát rồi các bạn ơi. Ý, mình lo là dân làng này chắc cũng sẽ trốn thoát đấy các bạn. Ây à. Tới con mon cây thử coi. Sao mình thất bại bữa nay nhiều dữ ta. Ây 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 ây. Rồi nó đánh mình. Ui nó biến mất luôn rồi. À. Không ổn rồi các bạn ơi. Bên đây dân làng miệng bự cũng biến mất luôn rồi. Rồi đó coi. Phí ghê luôn á. Tính ra mình làm cái hầm ngục này cả đống phòng giam luôn. Nhưng mà chỉ mới giam được có một con à. Yêu. Ý tưởng này thì hay đó. Nhưng mà thực tế thì khó mà thực hiện được hoàn chỉnh lắm các bạn à. Thôi kệ. Giờ thì mình sẽ tiếp tục lên đường để chúng ta tìm những cái sinh vật bí ẩn còn lại ha. Biết đâu mấy cái con còn lại mình vẫn có thể kiểu như là bắt giữ thì sao. Ồ mình không được bỏ cuộc các bạn. Giờ thì quên. Mình phải sửa cúp lại cái đó. Cái cúp của mình nó hư quá trời quá đất rồi. Ê, không biết là Slenderman mình có giữ được không ha. Ồ, đúng rồi. Hôm qua mới ghé cánh rừng Slenderman các bạn ơi. À, được đấy chứ. Đâu rồi. Mình sẽ dẫn theo em theo step để chúng ta cùng nhau chạy tới cánh rừng Slenderman ha. Phải làm một cái bài test thôi các bạn à. À, mà hình như trong cánh rừng này buổi tối còn xuất hiện thêm một cái loại quái vật nữa. Mà lâu rồi mình chưa gặp lại nó các bạn ơi. Có con đó cũng trông rất là kinh dị nha. Nó có tên là cái gì mà Demonic Watcher hả? Đúng không? Ừ, cái con mà hơi đỏ đỏ ấy. Một tay. Ây da, sao bị vướng ở đây hoài ta. Mùi khúc này khó di chuyển quá. Cuốc bộ đi các bạn. Khúc nào khó di chuyển thì cuốc bộ cho nó nhanh ha. Rồi, tới cánh rừng chưa ta? À đây đây đây, tới luôn tới luôn. Đại sư. Giờ thì tìm một cái thanh niên Slenderman thôi. Ok, ngay đây luôn ha. Rồi, xuất hiện đi. Hiệp quốc, ok. Ê. Ê. Ê, biến mất luôn rồi các bạn ơi. Oh no. Slenderman biến mất nhanh quá. Ê. Ê. To thua. Ê con này cũng trong tiềm năng các bạn ơi. Lại đây, lại đây. Rồi. À quên quên quên, mình đặt cho nó cái tên trước đi. Sau đó mình bắt giữ nó sao các bạn. Đấy. Về nhà mình chỉ cần thả ra rồi đóng cửa lại thôi cho nó nhanh ha. Rồi. Tự nhiên trời mưa. Trời 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 trời. Đâu ra con mon cây này vậy. Hồi nãy nó trốn thoát. Cái tội ha, vượt ngục. Người đã phạm phải tội rất là nặng rồi đó. Con kia. Đại giá đi. Vượt ngục hả? Dám vượt ngục hả? Này thì vượt ngục nè. Đi chỗ khác mà chơi. Ủa hồi nãy mình thấy ở đây nó có cái hiệu ứng gì xanh xanh đó các bạn.
Ê, ê, lại là con SCP này. No 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 no. Chạy trước các bạn ơi. Ê ê ê ê. 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 Không được rồi. Nó không cho phép mình chạy rồi các bạn. Ý. Cái gì vậy? À, có thêm con Midnight Lurker nữa. Ê da. À. Cái gì mà chi đuổi gắt gao vậy? Hình như nó đang trả thù cho đồng loại của nó các bạn ơi. Mình nghĩ vậy á. Mình mới bắt giam một cái con SCP-4975 nè. À, người sẽ không trả thù được đâu con kia. Ê. Sao giờ mình đánh chậm quá hả? Mà mình không gây được nhiều đam lên nó nữa. May là nó cũng bớt gây đam lên người mình rồi đó. Ok, không sao. Đầu đánh lâu cũng ngẫm các bạn. Ok. Nó còn 100 mấy má cuối cùng thôi. Ê, Midnight Lurker. Ok. Cố lên, cố lên. Mình sẽ không thể dễ nằm gục ở đây đâu. Đây rồi, đây rồi. Yes sir. Con kia cũng sợ chạy luôn rồi các bạn. Ây da. Ghê nha. Ê, hình như gần đây cũng có Sirenet hay sao các bạn. Đúng không? Ừ. Hình như lâu rồi mình chưa gặp lại Sirenet. Mấy hồi nãy mình mới nghe tiếng giống như tiếng của nó lắm. Cũng khá gần đây. Đâu nhờ? Hả? Hả? Slumbering Old Man. Ủa? Không phải là... Ủa? Mình đã thanh tẩy cho Slumbering Old Man rồi mà. Ủa? Vậy đây là ai? Ủa, tí số nhà mình mà. Ê, có thân thiện không vậy trời? Ê, ê, con nào vậy? Ơi. Ê, hình như đây là Slumbering Old Man thân thiện các bạn à. Đó, không hề tấn công mình luôn. Ồ, vậy thôi, mình sẽ không bắt nhốt á. Vậy thì được rồi, kiểu hiềm khích đã được hóa giải hoàn toàn rồi các bạn. Ơ, hết hồn thiệt chứ. Trời ơi. Ê, 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 cái gì đây? Nhưng mà cũng phải để ý nha. Không được chủ quan các bạn ơi. Ờ, hiện giờ thì mình đang đi xung quanh ở cái cánh rừng này để mình tìm thêm sinh vật á. Hôm trước á, mình gặp ở trong cánh rừng có boss luôn các bạn à. Ờ, mà con boss đó thì cực kỳ khổng lồ luôn. Thế nên là mình đang nghĩ là sẽ còn vài cái con quái vật khác. Ê. Ôi dồi. Cái cây này. Cái ghê quá. Quá thiệt. Gì đây? Hả? Ui ui, sinh vật lạ các bạn ơi. Ê, sao nhìn nó như quái vật ngoài hành tinh vậy? Ê da, ê da. Ê, con này mới nha. Xe no more. Ok. Bắt nó luôn. Ui ui ui, quái vật mới. Nhìn nó cũng khá là ghê các bạn. Nó kiểu giống như là quái vật ngoài hành tinh gì đó. Đó, mày nói rồi, trong cánh rừng này còn nhiều cái bí ẩn lắm. Kìa kìa kìa, đằng kia có hồn ma người chơi kìa. Yêu. Oh shit. Còn bị hù nữa. Ê. Gì đây? Trời ơi, có con này. Ấy. Con xương mà có đôi mắt phát sáng hả? Ta đang bị hù nha, ta đang sợ nha. Trời ơi, đi vô cánh rừng này lần nào cũng vậy hết các bạn à. Cũng bị hù hết. Kinh thì chứ. Nice. Oh. Ancient Distant One vậy á. Đúng không ta? Cái thực thể này rất là to nha mà. Mình không thể nào mà lại gần mà đụng vô người được luôn á. Cơ.
đôi mắt thì phát sáng y như cái đèn pha vậy. Mình thử lại gần coi. Mình sắp tiến lại gần rồi. Đó, lại gần thì biến mất. Kỳ lạ thiệt. Ở đây có tháp canh luôn nè. Thôi được, mình sẽ gác đêm thêm một một đêm ở đây các bạn. Lâu rồi chưa gác đêm, từ hôm bữa tới giờ. Ok, vẫn vậy, trên này vẫn an toàn ha. Nhưng mà xung quanh thì mình nghĩ không an toàn đâu, chỉ có nhiều quái vật lạ xuất hiện cho mà xem. Đố, cái gì vậy? Cái mặt cười còn chớp mắt nữa. Ôi, biến mất rồi. Đằng kia thì có hồn ma người chơi. Yêu. Ồ, gu. Ở dưới có cả con gu nữa. Ê, ôi sao bỗng nhiên nhiều gu xuất hiện xung quanh đây vậy? Ơ, ê, ê, mình mới thấy. Hả? Ai vậy? Pyramid Head. Oh my god. Cái sinh vật đó đang cầm con dao hả? Trời ơi, đang đi đồ xét kìa. Ê, gội mình trượt chân rồi. Oh no, oh no. Ủa rồi. Ôi da. Ôi, mình bị hất tung. Oh no, 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 no. Cái thùng. Dạ, con gu đây, đi chỗ khác. Ôi, mình biết cái sinh vật kia không, cũng khá là nguy hiểm đó các bạn. Nhưng mà mình muốn thử bắt nhốt quá à. Ôi, nó biết tàng hình luôn hả? Dạ. Ê, ê, cái con Pyramid Head đó nó biết tàng hình các bạn ơi. Mình không thể thấy được nó luôn á, nó tàng hình rồi. Ok, nhưng mà nó cũng đã bị mình bắt giữ rồi. Let's go. Oh, tuyệt vời, tuyệt vời. Ngon ấy chứ. Vậy là trong cái đường này bữa nay mình bắt được thêm tổng cộng là 3 sinh vật ha. Đầu tiên là một con Tortua ở gần cánh rừng Slenderman. Thứ hai là con Xenomorph. Và thứ ba là cái tên có tên là Pyramid Head. Oh, được ấy chứ. Rồi. Ê, ừ đúng rồi, con skip đi. Con này là phải bắt nha các bạn. Lại đây. Này thì ha, skip đi hả? Bùm bùm zét zét cái gì? Gặp nó là ứa gan rồi các bạn ơi. Không ưa nổi luôn á. Rồi ok. Rồi cũng đã sáng rồi, chắc là chúng ta đi về thôi các bạn. Ui, tôi xong rồi, mình hết hụn rồi. Don. Ê, cánh rừng này vẫn còn quá vật cực mạnh nha. Con này nó gây độc rất là đau các bạn. Nhưng mà có vẻ giờ mình khá trâu nên là không sao hết. Ê, nữa rồi, nó lại xuất hiện rồi. Con SCP, nó trả thù cho người anh em của nó đó. Chạy lẹ. Không biết là trong tổng số 4 cái sinh vật mà mình bắt giữ thì có mấy sinh vật mà chúng ta có thể nhốt trong cái nhà ngục đây. Ây da, tò mò nha. Ok, lúc mình về thì cái con SCP nó vẫn còn ở đây các bạn. Có vẻ là khá là thành công với cái nhà ngục ha. Rồi. Ý da, nó muốn trốn nhưng mà không trốn được, cay lắm. Rồi, mình sẽ trở lại với chỗ này. Để coi. Mình sẽ thủ sẵn cái hàng rào sắt. Và sau đó mình sẽ đưa con Skibidi ra đầu tiên. Tại con này mình không ưa lắm các bạn. Rồi, thử nào. Ê. Ui, nó chuồn ra ngoài được. Ui. Nó. Ok. Dụ nó vô trong trước các bạn ơi. Rồi. Nó đã bị nhốt. Nhưng mà quan trọng hơn là một tí nữa nó có biến mất hay không thôi. Cái chi con này mà không biến mất ấy, thì nó là một trong những con mà mình thấy là đáng đời nhất đó các bạn. Ừ, không biết sao mình ghét con này dữ, không biết nữa. Ui, ê, cẩn thận. Cứu tôi. Con skin. Skin Stalker nó sợ quá, nó chạy. Ủa,
Ủa nhưng mà cái con Skibidi nó chạy rồi, nó biến mất rồi. Oh man. Trời ơi. Lại thất bại nữa rồi. Rồi, tiếp theo thì chắc mình sẽ thử đưa sinh vật mình chưa biết rõ nữa, Xenomorph. Rồi, vô trong ha. Cũng như thường lệ. Đặt cái tên cái nè. Ồ, sinh vật này không thể chui ra ngoài được. Ok. Xenomorph. Mình đổi tên đây lại. Thấy chưa? Để coi coi có biến mất không cái đã. Chứ đổi tên xong biến mất cũng vậy à. Ờ. Ui, có vẻ là không biến mất các bạn ơi. Giống lắm á. Ê, các bạn có thấy sinh vật này giống sinh vật ngoài hành tinh không? Ừ. Cái đầu to to dài dài. Có đuôi mà nhìn khá là ghê luôn á. Yeah. Rồi, để đây ha. Chứ chúng ta quay lại kiểm tra. Cái phòng... Ê. Ê, con cù. Mà hồi đi, con đó nó biến mất. Bắt nó cũng vậy hả các bạn. Rồi, giờ sẽ tới lượt của con nào đây, con Tortua đây. Con này cũng khá là to nè các bạn. Liệu rằng nó có biến mất hay không đây. Thử nào. Không được rồi, không được rồi. Mày phải nhanh chân lên mới được. Ê, người thêm con khác nữa. Gì vậy? Ui, mất rồi. À, lỡ rồi tao nhốt người luôn. Ui dồi, đâu ra cái con này là con Assimilator hả các bạn? Hả? Lỡ rồi mình nhốt nó luôn các bạn ơi. Để xem có được hay không đây. Yêu. Con này là một trong những con mà mình thấy nó cũng khá là kinh dị nè. Kiểu cái người nó bị chẻ làm đôi á các bạn. Kinh thì chứ. Vấn đề là nó có biến mất hay không đây. Hiện tại thì hiện tại thì nó chưa biến mất nha. Wow. Ê, nhưng mà hai con kia nó sợ. Con Toto nó sợ nó chạy luôn kìa các bạn. Hình như gọi nó biến mất rồi. Ê. Ấy. Ấy à, ấy ấy ấy, ông già Noel bắt mình rồi. No. No. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Ok. Trời ơi. Yêu. Mình bị ông già Noel giả mạo kia bắt giữ các bạn. Kinh thiệt. Ấy. Nữa hả? Cái quần đùi gì vậy? Trời đất. Rồi hai con này thì mình sẽ đợi một lúc cho nó biết tự biến mất đi ha. Còn không mình xử nó luôn cũng được. Rồi sau đó chúng ta sẽ xuống dưới và bắt giam Pyramid Head thử xem. Coi coi có thành công hay không. Gỡ gạt lại xíu mới được. Mình hy vọng là Pyramid Head sẽ giống như cái con cái gì Momot gì đó là không có biến mất ha. Mong là như vậy thôi các bạn à. Đặt thùng xuống. Chuẩn bị. Ok. Được không? Ui. Kìa. Đứng từ xa thì chúng ta có thể thấy được diện mạo của Pyramid Head đó. Cầm nguyên một cái dao chả ba lửa luôn các bạn ơi. Ui, nhân dạng không biết là con người hay là sinh vật gì nữa. Nhưng mà nói chung là cũng khá là ghê đấy. Lúc đầu mà gặp những ai mà yếu yếu đi trong rừng á, gặp Pyramid Head thì chắc cũng thoát tim đấy nha. Không đùa đâu. Ok, mình sẽ đứng đây thêm một lúc nữa. Ủa sao SCP-4975 chạy mất rồi. Ê. Cái con này, người vô đây. Vô đây ta bắt người luôn. Dám vô đây hả? Nó liều các bạn ơi. Nó dám vô nhà ngục của mình. Ây da. Đau quá. Mình sẽ ở đây chạy cối với nó luôn. Ui nhưng mà nó cũng biến mất rồi. Rồi luôn. Tưởng đâu bắt nhốt được SCP nhưng không các bạn. Sao? Chắc là cũng vài ngày bắt nhốt thì cái con SCP đó nó cũng chạy được rồi. Trong nhà ngục chỉ còn đúng hai sinh vật thôi.
Ây da. Ê, vậy là pyramid thép là mình có thể bắt nhốt được chứ. Ừ, thất bại rồi. Ây, thật là đáng buồn á. Nhưng mà thôi, vẫn còn một vài sinh vật khác mà mình cũng muốn thử bắt nhốt coi coi có được hay không các bạn. Thôi thì lỡ làm nguyên cái nhà ngục to như vậy rồi, bắt được con nào thì bắt ha. Sắp tới các bạn muốn mình bắt cái sinh vật nào nhất thì hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Mình sẽ cố gắng để coi coi có bắt được rồi nhốt trong nhà ngục hay không thì mình sẽ làm liền. À, mà bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Rockfruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.